Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trên trang tiên store hàng chuẩn Âu Châu từ A đến Z giới thiệu với các bạn một cái máy cái cúi quét bột ha. Cúi quét bột này hiệu là của Gumimax. Máy mình thấy cái này nó hay là nó rất mạnh. Ví dụ như khi nào mình làm cái bột, mình làm bánh bông lan hoặc là nói chung là bánh nhiều thì mình có cái này là rất là tiện lợi. OK, cái cối quét của nó là 5 lít, dung tích là 5 lít ha. Nhưng mà các bạn nhớ nha, sử dụng không phải là để đầy hết 5 lít thì nó không xoay nổi, mà khoảng chừng 1,5 lít hoặc là 1,5 kg. À, OK, 1 kg là bột, nhưng trong cuốn sách này ta giới thiệu trong này là 1 kg bột và 500-600 lít ml nước là vừa. OK, máy có 6 vận tốc mạnh. Có 6 vận tốc và 1 vận tốc chấp. Bây giờ mình giới thiệu từ cho các bạn xem nhé. Cái này là để vết để đánh bột, ví dụ như là làm bánh bột bông lan ha, là cho làm lỏng nè. Bột lỏng. Còn cái này á quét bột là thay vì mình phải nhồi bột ra thành cục, ví dụ như là để làm bánh bánh mì đó, ví dụ vậy đó, thì mình phải nhồi thì có thể sử dụng cái này. Các bạn đơn giản lắm, chỉ cần đổ trứng, đổ bột, đổ nước, đổ cái đường hay là gia vị gì đó tùy thôi, xong rồi gắm này vô là hồi nó thành ra nó quét, hồi thành ra nguyên cục bột sẵn cho mình luôn. Còn cái này là để đánh bông kem nè, ví dụ như là đánh trứng kem là mayonnaise hoặc là làm kem, làm ví dụ vậy ha, thì dùng cái này. Rồi bây giờ mình gắn cái này thử đi. Rồi, cái này khi mà các bạn muốn hạ xuống hoặc là nhấc nó lên thì nó có cái khóa này nè, chỉ cần bấm nó xuống này là sử dụng ha. Máy này nó ở dưới chân nó có 4-6 cái chân nhựa cao su, nó rất là chắc, nó giữ cái máy này dính cứng ngắc xuống cái bàn luôn ha. Các bạn nghe nè, để xuống cái nè, rồi cứng ngắc luôn, các bạn thấy không? Rồi ở đây có 6 vận tốc nha, và 1 vận tốc P tức là push, là để nhấn, để nhấp. Ví dụ như khi bạn quay cái nhấp chút xíu thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà nhớ là phải giữ nó nha, chứ không phải bạn qua buông ra là tắt. Mà khi các bạn bỏ qua, nhấn qua push qua bên này á, là nó đi qua cái chức năng gọi là chức năng turbo, là nó quay rất nhanh, quay mạnh lắm. Máy này tới 1500W rồi nha các bạn. Nè, thử nè. Thấy không? Con nó quay nè. OK, hoặc còn không là ví dụ như là các bạn đổ bột, đổ nước gì xong rồi cái để đó là cái là đi làm việc khác thì mở qua số 1 rồi số 2, số 3 đến số 6 luôn, là để cứ để gì cho nó đánh hồi nó xong. Vậy đó. Ai mà thích làm bánh, làm kem như là có cái máy này là rất tiện lợi nha. Số 6 nè, mạnh nhất luôn nè. Đánh kem mà mở số 6 lên vậy là trong tích tắc là xong liền à. Rồi, từ từ nha. Nhớ nha các bạn, nếu các bạn cần tư vấn thì lên Facebook hoặc là trên kênh YouTube liên lạc thẳng với bà mẹ đẹp ha. Trên kênh YouTube thì là bà mẹ đẹp vlog, còn ở trên Facebook là Tin Store ha. Mình thấy cái này rất mạnh. Mấy từ trước giờ mấy cái máy mà mình đã giới thiệu cho các bạn, mấy cái chức đa năng, còn cái này nó tức là mấy cái máy kia nó có thêm cái hệ quét bột, nhưng mà cái máy này là chuyên để quét bột thôi, tức là nó rất mạnh, nó chỉ để quét bột thôi. Là các bạn có cái máy này là làm bánh là rất là tiện lợi, chính rất là đúng của nó luôn. À, cái này là để đánh kem nè, làm bánh kem nè, làm kem trong tích tắc là xong. Các bạn nhìn thấy nó nhanh đến nỗi vậy đó. Cái này là ví dụ như là
quét một bánh bông lan, đánh một bánh bông lan. Trong tích tắc là nó đánh bột xong rồi các bạn. Nhớ nha các bạn, trên Tin Store ha, hàng chuẩn Âu Châu từ A đến Z, hoặc là trên Vlog, bà mẹ Vlog. Mến chào các bạn.